Chào các bạn, hôm nay mình cùng với bạn vào bếp là món salad bơ với nhiều rau củ ăn rất là tốt cho sức khỏe. Các bạn cùng mình vào bếp làm món này nha. Phần gia vị gồm có 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh đường và 1 trái chanh. Mình sử dụng thêm một ít salad, vài tép tỏi, 3 quả cà chua. Mình sẽ thêm ớt chuông đỏ và ớt chuông vàng. Các loại rau củ thì các bạn nên ngâm với nước muối loãng, sau đó mình sẽ rửa sạch lại. Mình cần thêm một quả bơ chín. Khi chọn bơ, các bạn chọn những trái chín có cái màu căng bóng và cầm chắc tay. Mình nên chọn cuống nhỏ để cái hạt nó nhỏ nha các bạn. Các bạn mua những trái bơ còn sống thì mình nên lựa những trái bơ cầm lên mình lắc nhẹ, cái hạt ở bên trong nó kêu lọc cọc, đó là bơ già. Những trái bơ đó thì nó chín rất là nhanh và ăn cũng rất là ngon. Các bạn không nên mua những trái bơ có cái vỏ nhăn và khi mình sờ vào nó quá mềm thì ăn cũng không ngon. Ăn bơ rất là tốt cho mắt và giảm được nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ. Quả bơ chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Một khẩu phần ăn 100g bơ cung cấp 26% vitamin K, 20% folate, 14% vitamin B5, 13% vitamin B6, 17% vitamin C, 14% kali và 10% vitamin E mà cơ thể rất là cần. Bơ chứa nhiều chất dinh dưỡng rất là tốt cho sức khỏe, nhưng các bạn cũng không nên sử dụng quá nhiều lượng thực phẩm này nha. Bơ sau khi mình gọt vỏ lấy hạt rồi các bạn sẽ cắt ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Ớt chuông thì các bạn sẽ cắt bỏ cái phần cuống, lấy hạt ra, mình cắt ra thành từng miếng dọc. Cà chua thì các bạn thái ra thành từng lát mỏng. Xà lách thì các bạn cắt ra thành từng khúc vừa ăn. Tỏi thì các bạn sẽ đập dập và bầm nhuyễn. Cái lượng tỏi là mình sử dụng một củ lớn đó các bạn. Mình cho tất cả những nguyên liệu vào trong một cái thau lớn. Phần ớt chuông thì mình chừa lại, mình chần qua nước sôi rồi mình mới cho vào sau nha.
Khi trần ớt chuông qua nước sôi các bạn trần tầm khoảng 1 phút là mình sẽ vớt ra, mình để ráo. Nếu muốn ăn giòn hơn thì các bạn cũng có thể cho vào trong một cái tô nước đá. Mình cho vào chảo một ít dầu ăn, các bạn cho tỏi vào mình phi cho nó vàng lên. Sau đó mình cho qua rây mình lược lấy cái phần xác tỏi. Bây giờ mình làm cái phần nước sốt để mình chan vào trong salad nha. Mình vắt ra cái chén một quả chanh. Mình có thể sử dụng cái vợt để các bạn lược lại cái phần hạt của nó. Tiếp theo thì mình sẽ cho 2 muỗng canh nước tương vào trong cái chén nước cốt chanh. Cho thêm 1 muỗng canh đường nữa nha các bạn. Mình sẽ quậy lên cho nó tan hết cái phần đường. Sau đó thì mình sẽ vớt 1 đến 2 muỗng canh sác tỏi mình cho vào. Nếu các bạn thích ăn cay thì mình cũng có thể cho thêm một ít ớt bột vào. Rồi mình sẽ cho cái phần nước sốt salad vào trong rau trộn của mình. Các bạn sẽ trộn đều lên. Nếu lạc thì các bạn cũng có thể chấm với nước sốt này. Món salad này thì nó rất là dễ thấm. Khi các bạn trộn thì mình sẽ ăn liền. Để lâu thì nó bị xìu xuống, mất ngon. Salad bơ có nhiều rau củ ăn rất là ngon với nước sốt tỏi. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích món salad như mình làm. Bây giờ thì mình xin cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau nha.